viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Thứ ba là nhạc sĩ Cao Đình Thắng. Tiếp theo là họa sĩ Vương Văn Hải, là người cộng tác với chúng ta nhiều năm rồi. Hôm nay thì cũng trân trọng giới thiệu với anh Trịnh và tất cả các anh là em có mời anh Đông Xuân Đăng ấy, vừa là người lãnh đạo cũ nhưng cái quan trọng nhất là mời anh ấy đóng một vai ở trong vở. Thì hôm nay thì như vừa rồi cũng đã báo cáo với lại anh Trịnh với các chị, hôm nay chúng ta tổ chức khởi công. Và đối với tôi với tư cách là giám đốc nhà hát rồi là tác giả đạo diễn, thì đúng lần đầu tiên tổ chức buổi khởi công hoành tráng như thế này để xứng đáng với cái sự hoành tráng của vở. Hôm qua thì khi Tân gửi lên thì anh em trong đoàn ca cũng đã phá một được một chút. Thế hôm nay thì sau đây thì trân trọng mời anh Trịnh sẽ phát biểu để các em trong, đặc biệt là trong đoàn ca, nắm được cái quá trình mình sẽ làm vở như thế nào. Đấy. Và các lãnh đạo các phòng đoàn sẽ phải tiếp tục quản lý và tổ chức luyện tập như thế nào. Thế thì sau đây trân trọng kính mời anh Trịnh. Thưa anh lãnh đạo, thưa toàn thể mọi người, hôm nay khai trương nhưng mà thực mình đạo diễn âm nhạc chung nhưng mà cũng là tác giả luôn, viết những cái đoạn chính và đoạn hợp xướng là nhân vật chính. Thì là toàn bộ cái vở của mình là hiện nay đã xong về vấn đề âm nhạc, về gọi là bản, mình cứ gọi là bản, gọi là mở đầu. Tại vì bao giờ thấy nhạc kịch trong quá trình tập có thể là sẽ phải cắt thêm bớt cho nó phù hợp với lại đạo diễn, rồi thì sân khấu thì múa cảnh trí khi viết bằng giấy. Hiện nay chúng ta sẽ có khoảng 20 cái tương đương với lại gần như là trong cái chương trình ca múa của mình là 20 tiết mục đấy. Tất nhiên có tiết mục thì nó chỉ ngắn tí nhưng mà cũng là gần 20 số, hai đúng là 21 số, vì con số đầu tiên đang gọi số 0 là cái mở đầu. Đấy, cho nên là khi mà tính vào cái dự kiến của anh Toàn cộng với lại cái thời lượng nó có thể nó sẽ thay đổi. Đấy, thì hôm nay là khai trương thôi, còn nói ít thôi, mong là chúng ta cố gắng. Thì tôi là cũng là lần đầu tiên làm cho nhà hát theo kiểu một cái vai trò này, còn trước thì cũng có lẻ, chứ mà viết khoảng 2 bài rồi cộng tác với mình APEC ở trong Đà Nẵng, hợp viết a cappella nó cũng nhiều, nhưng mà tiếp tục rồi. Nhưng lần này là với vai trò cũng tương đối là trọng trách, và cái này ngoài Toàn mời ra thì là kể cả anh Tạo, anh Tâm cũng giao nhiệm vụ nhờ giúp đỡ, nên là ekip cũng rất là cố gắng. Hôm nay là thiếu anh trọng đài với Lê Minh Sơn, nhưng mà vì chọn được ngày tốt thì Toàn và tôi cố gắng, mình cứ không đợi đủ đấy, là các anh sẽ lên dần. Của mình thì có về âm nhạc thì có thêm cô Hà Thủy nữa, sẽ lên huấn luyện tập huấn gọi là dựng chỉ sau khi tất cả những vở cô sẽ trao chuốt tất cả những cái mà cô Hà Thủy cũng rất là mát tay rồi đấy, các cái chương trình đi tham dự buổi diễn. Cho nên là nói với anh Toàn là tôi là động viên mọi người phải cố gắng, ngoài các tác giả là nhà hát phải chăm lo thì phải chăm lo với toàn đoàn, ngoài là chỉ có tâm chăm lo số tác giả rồi. Anh em mệt mỏi ốm đau ăn uống thiếu thốn cái thứ không làm được không hay, cho nên là tôi trên cương vị đấy thì mong mọi người cố gắng, thì cũng không nói nhiều. Thì bây giờ ngoài cái lãnh đạo nhà hát có căn dặn gì không thì chỉ mong là chúng ta hết sức cố gắng. Ai vai trò thì chỉ có những người chỉ 1-2 câu nhưng mà rất quan trọng, chứ không phải ai nhiều là quan trọng, thân chưa rất quan trọng. Nên đây có anh Đông Xuân Ái cũng là người bạn bao nhiêu năm nay rồi, biết rồi, và dựng cho hay anh em hay dựng cho 4-1 các đoàn, rồi thì các đoàn dưới Hà Nội. Thế cách đây mấy hôm là cũng có cái hội thảo ở đây này, hôm nay không thấy anh Toàn, tôi ở chỗ trường ấy, tôi cũng dự ở đấy cùng anh Đỗ Quân, cái cũng cái hội thảo của Hội Văn học Nghệ thuật mình rất hay đấy, hôm nay là rất hay. Nhận diện phát ra những cái âm nhạc dân tộc để mà lưu trữ phát triển cũng là một trong những cái, vì nó nhiều lắm,
nhiều tham luận, 27 tham luận nhà hát. Nếu vở này chúng ta thành công và đặc biệt là còn phải là không phải là chỉ đi hội diễn không, và sau này là sẽ có thể là sẽ một cái điểm mình chỉ làm sao mà cho nó vừa hấp dẫn, vừa hay, vừa có giá trị nghệ thuật. Nó phải được cả hai mục đích, chứ không phải diễn xong rồi về lại thôi để đấy. Cho nên là có thể là sẽ hàng đêm diễn ở đây thì nó thứ thành một cái điểm cho ngắn gọn và sẽ là rất là tốt. Chúc cho chương trình chúng ta thành công tốt đẹp và các bạn sẽ gặt hái được nhiều.